Chào, tên là Yến Anh. Hiện tại mình có đang sử dụng mỹ phẩm của Genevieve và mình đã được The Master mời trải nghiệm liệu trình 360 độ New Skin. Sau khi trải nghiệm liệu trình mới thì mình cảm thấy da của mình đều màu hơn, độ chân lông cũng được thu nhỏ và bên cạnh đó thì khá là kiềm dầu. Vì đó sau khi sử dụng liệu trình này thì mình rất là mong muốn được trải nghiệm